Hai bố con bé Dương xin chào tất cả các bạn nhỏ đang xem clip trên kênh em bé. Buổi chiều ngày hôm nay bố đang cho bé Dương đi chơi một nơi rất là xa. Vị trí này cách nhà bé Dương khoảng 20 km. Đây là một trong những xã khó khăn nhất của huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình. Xã này người ta gọi là xã Tự Do. Các bạn nhỏ có thể nhìn ruộng bậc thang này, nhìn đẹp không? Lần đầu tiên thấy à? Điều bất ngờ đang nằm ở phía trước bé Dương. Một lát nữa các bạn nhỏ sẽ biết là bố hôm nay cho bé Dương lên Tự Do để làm gì nhá. Ok, let's go. Mình sẽ tiến theo con đường phía trước này, đi vào phía trong kia. Dương sẽ biết điều bất ngờ mà hôm nay bố muốn giới thiệu với bé Dương. Trong cái này rửa tay cũng được nhỉ? Mát cực, con thử xem. Nước sạch thì chứ. Mát không? Nước sạch đó. Mình đi khoảng 100 m nữa là sẽ tới một điểm du lịch rất là nổi tiếng của huyện Lạc Sơn. Thang Mù. Thang Mù à? Điểm du lịch này dân phượt người ta rất là ưa thích mỗi khi lên với xã Tự Do. Bây giờ là mùa đông nên không có khách du lịch, hoặc có thì rất là ít, nhưng mùa hè thì quá đông luôn. Có những ngày mà tại điểm du lịch Thác Mù này có mấy nghìn người tới để tham quan. Từ từ con ơi. Dương có biết đây là những cái nhà để làm gì không? Đây chính là những cái nhà để mùa hè khách du lịch người ta ăn uống ở trên cái nhà này nhá. Thử đi. Kéo quần cao lên. Thôi đi con ơi. Dương có thích không? Đây là lần đầu tiên Dương là tới một cái nơi hoang sơ và đẹp như thế này. Vào những ngày mà trời có nhiệt độ thấp ấy, tại khu vực này là sương mù dày đặc. Hôm nay trời nắng nên không có sương mù. Đây cũng là một cái quán để người ta bán hàng vào mùa hè này. Mùa hè là khách ngồi đây ăn uống, nhìn xuống những ruộng bậc thang kia, ngắm cảnh núi rừng rất là thích. Em đó. Thác với mùa này còn nước không? Thác mùa này còn nước không? Còn. Đi xuống con. Vẫn còn cái gì? Chào nhá. Đi quay tí đây. Có rất nhiều quán này, mùa đông đóng cửa hết. Bởi vì đây là thác nước nên mùa đông không ai lên đây làm gì cả. Hôm nay hai bố con bé Dương có việc nên kết hợp đi vào cho Dương xem thác luôn. Dương nhìn thấy đẹp không? Có muốn xuống tận chân thác xem không? Hai cô cho cháu xuống với, một mình không dám xuống. Có Hạnh không xuống à? Đi trước đi. Con đi chậm thôi nhá. Con đi xuống đi. Đi xuống. Đây con ơi, đằng này. Con xuống tận dưới kia kìa. Tận dưới kia. Xuống kia nhìn đẹp hơn. Cứ đi đi. Dương xuống đây thấy lạnh không? Đi lại đằng kia con. Đi qua cô đi. Đi theo hai bạn kia kìa. Sao lại đi xuống phía bên tay trái này?
phía này. Đây. Vâng, đi cẩn thận nhá, trơn đấy. Bố xuống trước nhá. Đi xuống này đi bố. Wow, đứng ở đây lạnh quá. Xuống đây. Không xuống được à? Lạnh không? Nước bắn mà ướt hết máy quay rồi. Ôi, đứng đây. Con đứng ở đây thôi. Đứng đây rửa chân. Không rửa ngã con này. Con nhìn kìa đẹp không? Ở cái này nó mềm. Không ngã xuống đây ngã đấy. Con nhìn lên trên kìa nhìn đẹp không? Làm kiểu ảnh nào. Nhìn đây. Lùi lên trên, lùi lên trên. Con lùi lên trên chút. Quay hàng này chứ. Hả? Nước nó bay lên đấy. Nhìn đây nào. Nhìn đây mà. Đẹp quá. Thôi bố phải đứng lên ở trên này để nước nó không bay vào ống kính. Trong ngã đấy con này trơn đấy. Người ta đang xây một cái cầu bắc từ bờ bên này sang bờ bên kia. Wow, mưa đó. Ngã con, không ra đấy. Quay lại đi. Bác đẹp không các bạn nhỏ? Ôi. Đi lên nhở. Hai bạn nhỏ lên đây chơi. Chạy ở kia luôn. Ừ. Đi lên nhá. Đi lên rồi, ướt hết máy quay rồi. Lên đây con. Dắt lên bố bế đây nào. Khẩn trương, ướt hết máy quay của bố rồi. Con đứng chỗ này, bố chụp cái kiểu ảnh này. Đứng đây. Đấy, đứng đây đẹp lắm. Ok. Xin nhắc lại với tất cả các bạn nhỏ, đây là thác Ngu, một trong những thác rất là nổi tiếng của tỉnh Hòa Bình. Nổi tiếng không? Con bơi lên. Đi lên nhá. Vào mùa hè thì có rất nhiều người tắm dưới này này. Con lên trước đi.